Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Thái Bình chuẩn bị cấp mã số thuế cho gần 4.000 doanh nghiệp. Gà Hồ chứ danh sản vật tiến vua của vùng đất Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Học sinh trường Trung học cơ sở Phạm Huy Tông, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giành giải nhất hội thi tin học trẻ toàn tỉnh. Nam Định có tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cao. Công an tỉnh Hà Nam tăng cường kiểm tra xử lý xe quá tải. Vẻ đẹp cánh đồng lúa Tam Cốc, Tràng An, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020 đặt ra mục tiêu đến năm 2020, 100% doanh nghiệp trên địa bàn biết đến lợi ích của thương mại điện tử và sử dụng công cụ điện tử ở các mức độ khác nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, phấn đấu 30% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, 30% doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử để mua, bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu đề ra, giải pháp phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020 xác định phát triển nguồn lực và nâng cao năng lực quản lý các hoạt động thương mại điện tử, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng và ứng dụng công nghệ trong thương mại điện tử, xây dựng và phát triển các sản phẩm thương mại điện tử, khảo sát, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh ứng dụng thành công trong hoạt động thương mại điện tử. Sở Công Thương Hà Nam cũng đã giới thiệu sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Nam. Qua đây sẽ giúp các doanh nghiệp tiêu biểu xây dựng các gian hàng ảo để quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh qua mạng, cung cấp công cụ hỗ trợ giao dịch trực tuyến nhằm giảm bớt các chi phí và tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, những ngày qua, thành phố đã tập trung thực hiện rà soát, điều tra doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể năm 2018. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm thực hiện cao của các ngành, các địa phương, công tác rà soát, điều tra đang dần hoàn thiện. Sau điều tra, thành phố sẽ cấp mã số thuế đưa vào quản lý gần 4.000 hộ kinh doanh và quản lý thu thuế với gần 200 hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện. Qua công tác rà soát, điều tra, thành phố xác định trong tổng số hơn 2.600 doanh nghiệp đang được Chi cục thuế thành phố quản lý, có 1.446 doanh nghiệp đang hoạt động, 40 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, 1.120 doanh nghiệp ngừng hoạt động, hơn 10.000 hộ thuộc nhóm không kinh doanh, không phải kê khai thuế, gần 4.000 hộ kinh doanh có doanh thu bình quân một năm thấp hơn 100 triệu sẽ được cấp mã số thuế, kê khai doanh thu để tiếp tục theo dõi, đưa vào quản lý. Dự kiến sau rà soát, điều tra, thành phố sẽ đưa vào quản lý thu thuế tăng thêm 200 hộ trong tháng 6. Nhạy bén trong phát triển kinh tế nông hộ, những năm gần đây, anh Trần Văn Chính, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng mô hình trang trại tổng hợp, mỗi năm cho thu lãi gần 1 tỷ đồng. Đến nay, anh Trần Văn Chính có tất cả hơn 8 mẫu đất, trong đó 7 mẫu đất trồng các loại cây có múi như cam vinh, cam đường canh và bưởi da xanh với tất cả gần 4.000 gốc. Còn lại là làm trang trại chăn nuôi với hơn 600 con, trong đó có 80 con lợn nái, còn lại là lợn thịt. Bằng niềm đam mê và am hiểu về chăn nuôi, năm 2015, anh đã bỏ ra hơn 6 tỷ đồng để san lấp toàn bộ ao hồ và cải tạo chuyển đổi đất. Còn lại 2 tỷ đồng, anh đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị, tìm đơn vị cung cấp giống và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, mô hình trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi của anh Chính mỗi năm cho thu lãi gần 1 tỷ đồng, đem lại thu nhập cao cho gia đình, góp phần quan trọng trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những sản vật nổi tiếng khác như bánh phu thê Đình Bảng, nem bùi Ninh Xá, gà hồ Lạc Thổ là những sản vật tiêu biểu và nổi tiếng của người dân Bắc Ninh. Gà hồ không những đẹp về hình dáng bên ngoài mà thịt gà hồ còn mang đặc trưng riêng biệt, không giống bất cứ một loại gà nào khác trên thị trường. Chính vì vậy từ xa xưa, gà hồ đã được người dân lựa chọn làm thứ đặc sản để tiến vua. Ngày nay, người dân huyện Thuận Thành đang nỗ lực để bảo tồn, phát triển giống gà quý này. Theo những người dân nơi đây chia sẻ, thì nuôi gà hồ không khó, thức ăn chỉ là các loại thực phẩm thông dụng như thóc gạo, ngô, rau xanh. Tuy nhiên, việc nhân giống lại hết sức khó khăn do thời gian gà hồ nuôi con tự nhiên rất dài, trên 2 tháng. Mặt khác, cũng do trọng lượng lớn nên gà mẹ ấp trứng thường rất vụng,
và hay giẫm chết con, do vậy tỷ lệ gà giống không có nhiều. Để khắc phục những điểm trên, các hộ chăn nuôi gà hồ quy mô lớn đã đầu tư máy ấp trứng tự động thay cho gà mẹ. Điều này đã nâng cao tỷ lệ nở gần như 100%. Máy này thì sản xuất thì khi nào có trứng quanh năm mình cho ấp cả năm. Ví dụ như chúng tôi là thường thường là cho ấp coi như liên tục từ khi coi như máy, chẳng mấy khi là nghỉ. Thường xuyên vì nó trứng nó ấp theo cái dạng đa chiều cho nên cứ ra vào lở đến đâu lại vào đến đấy. Thế cho nên máy là hoạt động liên tục. Thế về cái tỷ lệ lở thì nói chung là nó ổn định. Để đẩy mạnh chăn nuôi phát triển thương hiệu, các thành viên câu lạc bộ gà hồ đã thành lập hợp tác xã hoạt động như các doanh nghiệp và hội gà hồ với hơn 5.000 thành viên tại khắp các tỉnh thành trong cả nước nhằm mở rộng quy mô chăn nuôi phát triển thương hiệu. Năm 2016, tỉnh Bắc Ninh đã cấp văn bằng bảo hộ và giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể gà hồ Thuận Thành Bắc Ninh cho hợp tác xã chăn nuôi gà hồ và các hộ chăn nuôi gà hồ ở thôn Lạc Thổ, thị trấn Hồ. Thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp hội nông dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế hiệu quả với trên 100 trang trại gia trại cho thu nhập cao. Cùng với công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, nhiều loại cây trồng vật nuôi mới đã được các cấp hội nông dân huyện Yên Mô đưa vào nuôi trồng thử nghiệm như mô hình lúa cá, mô hình trạch sụn, rau an toàn, hướng tới sản xuất lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp từ 3 đến 5 lần so với trồng lúa truyền thống. Do được sự quan tâm của các cấp hội nông dân, các mô hình kinh tế mới đều được áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt được nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam, tuyến đê Hữu Hồng thuộc địa phận tỉnh Hà Nam có chiều dài gần 39 km, có 4 hệ thống kè mỏ, 5 hệ thống kè đát mái, 12 cống dưới đê. Ngoài ra còn có 4 tuyến bối bảo vệ cho các vùng dân cư ngoài đê như bối chuyên ngoại, Hồng Lý, Nhân Long và Nhân Hòa. Thời gian qua, để chủ động phòng chống thiên tai, ngành chủ quản và các địa phương ven sông Hồng đã thực hiện tốt công tác trồng che chắn sóng với tổng chiều dài che chắn sóng tuyến đê Hữu Hồng đã được trồng và phát huy tác dụng là trên 29 km. Tuy nhiên, cũng còn đến hơn 9 km đê chưa có che chắn sóng. Ngoài ra, trên tuyến còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như mạch đùn, mạch sủi, thẩm lậu, rò rỉ, sạt trượt. Đặc biệt là có hai trọng điểm xung yếu cấp tỉnh là cống Mộc Nam và cụm công trình đầu mối cống Âu Thuyền Tắc Giang. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống thiên tai năm 2018 và đảm bảo an toàn cho đoạn đê Hữu Hồng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo vệ cụ thể cho từng trọng điểm để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Thành phố Nam Định hiện có 19 trường đào tạo đại học cao đẳng trung cấp đang hoạt động với tổng số gần 70.000 học sinh sinh viên. Trong số đó, hơn 36.300 học sinh sinh viên có nhu cầu về nhà ở. Sau 5 năm đưa vào sử dụng, dự án đầu tư xây dựng cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định đã đáp ứng nhu cầu nội trú của sinh viên phù hợp với khả năng tài chính của học sinh sinh viên. Với 800 phòng chia làm 3 khu, mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định được đầu tư khá hiện đại, ước tính sẽ phục vụ cho khoảng gần 6.000 sinh viên trên địa bàn tỉnh. Sau 5 năm đi vào sử dụng, đến thời điểm này, khu nhà ở đã lấp đầy khoảng 95% tổng số phòng, thu hút khoảng gần 1.000 sinh viên đến thuê. Theo Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên Tập trung thành phố Nam Định, nhu cầu thuê ở của sinh viên tại đây ngày càng tăng. Chính vì thế, Ban Quản lý đã xây dựng ban hành nội quy chung, ký kết hợp đồng, cấp thẻ ra vào cho học sinh sinh viên thuê, đảm bảo đúng đối tượng và đảm bảo an ninh trật tự của khu nhà. Thông minh sáng tạo và đam mê bộ môn tin học. Sau 2 tháng ấp ủ, nhóm 3 học sinh đến từ trường trung học cơ sở Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã cho ra đời phần mềm Study for Future, học tập vì tương lai, và đã xuất sắc giành giải nhất hội thi tin học trẻ toàn tỉnh. Đó là nhóm 3 học sinh Phạm Hồng Minh, Vũ Tùng Linh, Vũ Hữu Đức, học sinh lớp 9C, trường trung học cơ sở Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi. Bằng việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, PHP,
các em đã tạo ra một trang web chứa các thông tin, các hoạt động, những giải pháp tư vấn về giáo dục học tập, giới thiệu các phần mềm từ tiểu học đến trung học cơ sở để phục vụ cho các hoạt động học tập và giảng dạy với địa chỉ sff.ebizi.com. Đồng thời, các em cũng sử dụng ngôn ngữ C# để tạo ra một phần mềm trên máy tính, cung cấp thông tin tra cứu điểm chuẩn vào các trường cao đẳng đại học. Sau khi đăng ký thành viên trên website, người dùng có thể thi trực tuyến nhiều môn như toán, lý, hóa. Đây được coi là một trong những phần mềm mang tính thực tế cao và đang được các em học sinh phát triển thêm trên điện thoại di động. Hiện website trên đang được đưa vào sử dụng ngay tại trường trung cơ sở Phạm Huy Thông. Xuất phát từ nhu cầu học tập của mỗi người và lượng thông tin trên các trang web giáo dục rất nhiều, nhưng chưa chắc các thông tin đấy đã được kiểm duyệt và đúng đắn để cho mọi người có thể vào và học tập theo. Thì vì lý do đó nên là chúng em đã tổng hợp và xây dựng lên trang web này để có thể mọi người vào đó và sử dụng các thông tin hữu ích mà chúng em đã đăng lên. Chúng em kiểm duyệt những thông tin này thì có thể nhờ cô giáo sẽ kiểm duyệt và lọc ra các thông tin hữu ích nhất có thể. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Hội Tấm Lòng Vàng tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế tỉnh tổ chức chương trình Cho Em Ước Mơ, dành tặng cho các em thiếu nhi không may nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với thông điệp hãy cùng nhau góp phần làm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV, nhằm quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất để các em hòa nhập với xã hội. Trong chương trình Cho Em Ước Mơ, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã dành 34 suất quà với tổng trị giá gần 60 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV, mỗi suất trị giá từ 1 đến 2,5 triệu đồng và nhiều phần quà có ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để côn trùng và một số loại vi khuẩn phát triển mạnh, dẫn đến nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như cúm, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu. Người dân cần phối hợp tốt với ngành y tế để chủ động trong phòng chống dịch bệnh, ghi nhận tại tỉnh Thái Bình. Để chủ động phòng chống các dịch bệnh lớn có thể xảy ra, ngành y tế tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới, nhất là tại các khu vực xa trung tâm, các địa phương từng xuất hiện ổ dịch. Trung tâm y tế dự phòng sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra. Tăng cường công tác phòng chống dịch, Trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng để người dân hiểu và cùng tham gia phòng chống dịch. Khuyến cáo người dân loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, vận động người dân tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất. Mặc dù biết thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng tình trạng hút thuốc còn diễn ra ở nhiều nơi công cộng như bệnh viện, bến xe, quán nước hay tại những cuộc hội họp đông người. Phản ánh của phóng viên tại thành phố Hưng Yên. Cạnh một cốc trà đá là một bao thuốc. Khói thuốc xuất hiện ở nhiều nơi như thế này. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được ngay trong chính khuôn viên của một bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Chỉ một góc nhỏ, có đến chục người hút thuốc, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều hút thuốc. Quan sát ở một góc khác, những hình ảnh như thế này cũng dễ dàng bắt gặp. Người thanh niên trong lúc chờ người thân vào khám thì không có việc gì khác là hút thuốc. Tầm bao tác hại nhiều, có ý định bỏ chắc bỏ tầm 2-3 năm nữa. Quán nước ven đường cạnh bến xe cũng là địa điểm có nhiều khói thuốc tỏa ra. Mặc dù biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn yêu thích nó mà không giải thích được lý do. Được nửa năm, mỗi lần em hút thuốc xong cũng sợ quen. Hút thuốc không chỉ diễn ra ở nơi công cộng mà còn diễn ra ngay tại điểm hội họp đông người như thế này. Bất chấp sức khỏe của chính mình, của người xung quanh, thuốc vẫn cháy, khói vẫn tỏa và kéo theo hàng chục người hít khói một cách thụ động. Thay vì lên tiếng đấu tranh cho hành vi hút thuốc lá không đúng nơi, đúng chỗ, thì những người xung quanh lại ngồi im. Có lẽ họ không biết rằng khói thuốc ấy là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một số căn bệnh nguy hiểm, thậm chí là dẫn đến tử vong cho con người.
Người thường xuyên hút thuốc lá hoặc người thường xuyên tiếp xúc với người thuốc lá thì mắc các cái bệnh, rất nhiều bệnh, và các cái bệnh đặc biệt nguy hiểm thì là bệnh, thì là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thứ hai là bệnh ung thư phổi, thứ ba là bệnh tim mạch. Đó là ba cái bệnh rất nguy hiểm, có thể gây tử vong. Bởi thuốc lá chứa hàng nghìn chất độc là căn nguyên gây nhiều bệnh lý nguy hiểm ở con người. Chính vì vậy, mọi người dân, mà đặc biệt thế hệ trẻ, hãy nói không với thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người xung quanh và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu giấy báo, giấy in được nhiều người, nhất là những người bán hàng tận dụng để bao gói các loại đồ ăn. Thế nhưng ẩn chứa sau sự tiện dụng ấy lại là những tác hại khôn lường đối với sức khỏe người sử dụng. Ghi nhận tại thành phố Thái Bình. Dạo qua những nơi tập trung đông dân cư như các khu phố, chợ, bến xe, đặc biệt là những khu vực gần trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình, dễ dàng bắt gặp cảnh người bán xôi, bánh mì, bán các món chiên rán, gói thức ăn bằng giấy mực in hoặc giấy báo. Theo các nhà khoa học, việc tận dụng giấy báo, giấy in để bao gói thực phẩm, nhất là thực phẩm chín thì vô cùng nguy hại, bởi giấy sử dụng mực in có hàm lượng chì cao. Sử dụng thức ăn chín được bao gói bằng loại giấy này, vô hình chung, người tiêu dùng tự rước chất độc vào cơ thể. Không chỉ giấy in, giấy báo, mà ngay cả giấy trắng được sử dụng để bao gói thực phẩm cũng gây nguy hiểm cho người dùng. Lý do là bởi trong quá trình sản xuất giấy, người ta cho vào đó chất tẩy rửa. Chất này sau khi tiếp xúc với thực phẩm sẽ gây ra các phản ứng có hại. Chất độc hại sẽ lưu lại trên thực phẩm. Nếu ăn những loại thực phẩm đó trong thời gian dài, người dùng có thể bị ngộ độc. Sau gần 4 tháng, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực thi hành tại tỉnh Nam Định. Việc chấp hành tuân thủ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất cập. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh vẫn còn hơn 1.000 đơn vị được cấp phép hoạt động với trên 20.000 lao động nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn cao. Tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2018, tổng số nợ bảo hiểm toàn tỉnh là trên 228 tỷ đồng. Ý thức tuân thủ pháp luật của chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp cố tình nợ bảo hiểm xã hội, chấp nhận bị phạt để chiếm dụng quỹ bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, cơ quan bảo hiểm xã hội khi kiểm tra phát hiện các đơn vị sử dụng lao động vi phạm chỉ có thể nhắc nhở. Cơ chế thu hồi nợ vẫn chưa đủ sức răn đe nên tình trạng nợ động bảo hiểm trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp diễn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Kim Bảng mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý các xe ô tô tải tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe chở quá tải trọng qua địa bàn. Trong ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Kim Bảng đã kiểm tra 56 lượt xe ô tô tải qua địa bàn, đã phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm 3 trường hợp xe ô tô chở quá tải trọng, 6 xe ô tô chở vật liệu rơi vãi, gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông, thu nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 88 triệu đồng. Những ngày tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Kim Bảng tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra lưu động trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp xe ô tô tải tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe, chở quá tải trọng theo quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chuẩn bị cho tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An, cánh đồng lúa nơi đây đã được chăm sóc kỹ lưỡng để có được hình ảnh đẹp nhất, thu hút du khách tham quan. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của cánh đồng lúa vàng Tam Cốc Tràng An. Đến với Tam Cốc mùa này, du khách được du ngoạn trên thuyền xuôi theo dòng sông Ngô Đồng, hòa mình khám phá sự kỳ bí của thiên nhiên với những thảm sắc màu khi nhìn qua những cánh đồng lúa xanh xen lẫn lúa chín vàng. Du khách và các nhà nhiếp ảnh đến đây để tìm các góc độ, chọn thời điểm ánh sáng phù hợp để chụp ảnh. Đứng từ trên cao nhìn xuống, những cánh đồng Tam Cốc trong nắng hè đẹp như bức tranh thủy mặc. Mùa lúa thời con gái rồi về tháng 3 thì nó đẹp kiểu tháng 3. Và mùa lúa chín nó đẹp kiểu lúa chín. Mùa lễ hội đẹp kiểu lễ hội. Và đến cái vấn đề thứ hai là anh em thường thường là lên những cái đỉnh núi chụp hình chữ S, nó giống như một bức thảm. Thế nó giống như những nốt nhạc đồng quê. Nó tạo ra mảng miếng, nó tạo ra hình khối rất là đẹp và thuyền bè đi lại tấp nập. Nói chung là ở Tam Cốc là cái đề tài mà
rất là phong phú để cho anh em văn nghệ sĩ tỉnh nhà tác nghiệp. Mùa lúa chín là những hình ảnh đẹp mắt nhất của khu du lịch Tam Cốc, khi dọc hai bên bờ dòng sông Ngô Đồng đổi màu vàng rực, hòa quyện với màu xanh của cây cỏ, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Là một trong những nội dung của tuần du lịch Ninh Bình năm 2018, hình ảnh cánh đồng lúa ở khu du lịch Tam Cốc sẽ là dịp để các du khách thập phương trong và ngoài nước tìm hiểu, khám phá thêm những nét đặc sắc, những giá trị nổi bật của mảnh đất cố đô. Trong xu hướng coi trọng du lịch sinh thái, Tam Cốc với hình ảnh sắc vàng lúa chín sẽ là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.